Rồi bắt đầu. Giờ nói sao? Đây nè, MC nhân MD bằng vô, đúng không? Ừ, để mình khai thác được hai cái tam giác đồng dạng này đó. MC nhân MD bằng MO bình trừ R bình R. Đúng rồi. R là R bình bằng đoạn này, đoạn này với đoạn này. Đây đoạn này. Cái này là cạnh huyền, cái này là cạnh góc vuông, cái này là cạnh góc vuông. Em cạnh huyền bình bằng vuông bình. Huyền bình trừ vuông bình bằng trừ vuông bình bằng vuông bình chính bằng a a m bình a m bình a m bình tách ra là a m nhưng a m y bắt cặp là a m a c m d a. Rồi nhìn vô chỉ hai tam giác đó, m a c m d a. Bắt đầu góc gì chung? Góc M chung, góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến, góc này là góc nội tiếp. Chẳng cung nào lấy tay, chẳng kéo. Chẳng cung AC. Đúng rồi. Chia ra hai tam giác đồng. Hai tam giác đồng dạng. Trường hợp. Góc. Sau đó viết tỷ. Tỷ số đồng dạng. Được chưa?